Mở đầu là thông tin liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận và đồng phạm trong vụ án giao 3 lô đất trái quy định cho doanh nghiệp làm thất thoát 45 tỷ đồng của nhà nước. Chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Ngọc Hai, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng tội danh trên, thì bị cáo Lương Văn Hải, cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh bị tuyên phạt 42 tháng tù. Hồ Lâm, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 5 năm tù và Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải nhận án 42 tháng tù. Các bị cáo khác bị tuyên án từ 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo đến 30 tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc công ty Tân Việt Phát phải nộp lại 45 tỷ đồng. Quá trình xét xử vụ án, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì lô đất bán đấu giá 6 lần nhưng không thành, các bị cáo không hưởng lợi gì. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trong vụ án này, tòa án cho rằng mặc dù bị cáo Nguyễn Văn Hai ký công văn là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới, nhưng bị cáo là người đứng đầu tỉnh Bình Thuận nên xác định bị cáo Hai giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án. Bị cáo Hồ Lâm định hướng cấp dưới tham mưu áp giá đất trái quy định nên vai trò tương đương với bị cáo Hai. Hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo giao đất cho Tân Việt Phát nhằm mục đích để tăng nguồn thu ngân sách và không được hưởng lợi cá nhân. Một lượng lớn ma túy đã được thu giữ sau khi công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng biên phòng phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng. Ngay sau khi bắt giữ Cầm Văn Sôm trú tại xã Triềng Cang, huyện Sông Mã cùng vật chứng là 2 bánh heroin và 48.000 viên ma túy tổng hợp, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lậu Bả Nỏ Pó cùng trú tại huyện Sông Mã. Pó là đối tượng cung cấp số ma túy nói trên cho Sôm. Tại cơ quan công an, Pó khai nhận đã mua số hàng trên ở bên kia biên giới về bán cho Sôm để kiếm lời. Khi Sôm đang mang ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đang tạm giam Lê Hoàng Phát, trú tại thành phố Huế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều ngày 10 tháng 5 trên đường Trần Huy Liệu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế bắt quả tang Phát đang tàng trữ 81 viên nén màu đỏ. Kết quả trưng cầu giám định, 81 viên nén này có khối lượng hơn 8 gram là ma túy loại methamphetamine. Để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Tám, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tối ngày 8 tháng 5, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hải Phòng ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính đối với ô tô đầu kéo do Mai Văn Tám điều khiển. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành tín hiệu mà tiếp tục điều khiển xe vượt qua. Tổ công tác đã dùng xe máy chuyên dụng chặn đầu xe kéo, yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng Tám tiếp tục không chấp hành, điều khiển phương tiện húc đẩy xe của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, đồng thời cố thủ trong cabin, buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải bật cửa, tiến hành cưỡng chế. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Danh Cao, trú quận Sơn Trà về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra, từ tháng 5 năm 2022, Cao vào làm nhân viên bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Tốc Việt. Khi khách hàng có nhu cầu đặt mua thực phẩm, Cao sẽ vào ứng dụng để lên đơn, sau đó công ty sẽ giao hàng cho khách. Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của công ty cũng như của khách hàng, Cao đã thu hơn 108 triệu đồng tiền hàng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Công ty đã phát hiện thủ đoạn của Cao nên trình báo cơ quan công an. Với hành vi trộm cắp tài sản, hai đối tượng là Nguyễn Tín Trung và Huỳnh Nhật Nam cùng trú tại thành phố Quy Nhơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định khởi tố bắt tạm giam. Hai đối tượng khai nhận từ cuối tháng 4 đến nay đã thực hiện chót lọt 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên, ngoài ra còn thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác tại các khu nhà trọ và nhà dân trên địa bàn. Riêng đối tượng Trung có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, Nam có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ trộm có liên quan đến hai đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật. Giấy phép xây dựng của tòa nhà văn phòng Techbox của đường D5 và N2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thể hiện là 7 tầng, tuy nhiên thì dự án lại đang được rao bán là căn hộ 12 tầng có dấu hiệu lừa dối khách hàng. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, lô đất có ký hiệu DV-B2, đường D5 và N2 khu công nghiệp Nam Tân Uyên, không có dự án nào tên gọi Techbox City.
Tại vị trí trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương đã cấp giấy phép xây dựng dự án tòa nhà văn phòng Techport của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dự án Lê Minh với 7 tầng, 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng hầm. Mục tiêu dự án theo giấy chứng nhận đầu tư là cho thuê văn phòng kinh doanh khách sạn, dịch vụ nhà hàng. Thế nhưng, trên các trang mạng, dự án này đang được rao bán dạng căn hộ với 12 tầng và 2 tầng hầm với tên gọi Techport City, gồm 500 căn hộ và 36 căn shophouse, giá bán 17 triệu đồng đến 28 triệu đồng một mét vuông. Sở Xây dựng đã đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Uyên theo dõi, kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản liên quan như phản ảnh của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân và kịp thời xử lý các vi phạm. Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người có nhu cầu giao dịch tại dự án tòa nhà văn phòng Techport liên hệ cơ quan chức năng để xác minh thông tin. Ngoài ra, Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ website www.ssj.binhduong.gov.vn để các tổ chức cá nhân có nhu cầu có thể tham khảo trước khi thực hiện giao dịch bất động sản tại các dự án. Từ số liệu tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm gần nhất thì có thể thấy tỷ lệ chọi vào lớp 10 của các trường tại thành phố Hồ Chí Minh là trường học phổ thông hầu như không có sự thay đổi đột biến. Một số trường trung học phổ thông công lập có tăng hoặc là giảm tỷ lệ chọi nhưng không đáng kể. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, mùa thi lớp 10 năm 2022 là năm thành phố đổi mới cách tính điểm tuyển sinh lớp 10. Tổng điểm tuyển sinh lớp 10 là tổng điểm 3 môn thi văn, toán, ngoại ngữ, những năm trước môn văn toán nhân hệ số 2. Song song đó là việc đổi mới nội dung đề thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài của môn này từ 60 phút tăng lên thành 90 phút. Do đó, khi tham khảo các số liệu để làm căn cứ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10, các thí sinh cần tham khảo số liệu của mùa thi tuyển sinh các lớp 10 những năm gần nhất. Từ bảng so sánh tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh 2 năm qua, có thể thấy tỷ lệ chọi vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông hầu như không có sự thay đổi đột biến. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các học sinh lớp 9 nếu muốn thay đổi nguyện vọng thì cần tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm. Yếu tố quan trọng nhất là khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập chính là lực học của thí sinh. Bên cạnh đó, các em cũng cần lưu ý khoảng cách từ nhà đến trường trung học phổ thông, tránh đăng ký vào những trường trung học phổ thông quá xa sẽ rất khó khăn trong việc đi học sau này. Các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 từ nay đến hết ngày 21 tháng 5. Chiều nay ngày 17 tháng 5, thì hàng trăm vận động viên tham dự SEA Games 32 đã đáp bán chuyến bay từ Phnom Penh, Campuchia, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất và ở thành phố Hồ Chí Minh. Ra đoán các vận động viên này có đại diện lãnh đạo của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo các bạn bè, người thân và người hâm mộ. Một trong những vận động viên đầu tiên xuất hiện ở cửa ra ga quốc tế Tân Sơn Nhất là vận động viên judo Trần Lê Phương Nga. Mặc dù chỉ đạt huy chương bạc ở SEA Games lần này, nhưng điều đáng khâm phục ở kỳ SEA Games 31 lần trước, cô đã gặp phải chấn thương vỡ sụn đầu gối. Tuy nhiên sau một thời gian điều trị, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Trần Lê Phương Nga đã có mặt tại SEA Games lần thứ 32. Và tấm huy chương bạc chính là nguồn động viên rất lớn để cô tiếp tục gắn bó với môn võ judo. Dạ, lần này là em rất là vui ạ, đã giành được thành tích cho nước nhà. Em xin cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn ban lãnh đạo cũng cả như là toàn thể người dân cũng đã ủng hộ cho em nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung để đạt được thành tích tốt nhất. Tại SEA Games 32, ghi nhận sự vượt trội của các vận động viên nữ. Ngoài huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ, huy chương vàng của các nữ vận động viên điền kinh với gương mặt tiêu biểu là Nguyễn Thị Oanh, thì ở nội dung thi đấu môn kickboxing, nữ vận động viên Nguyễn Thị Hằng Nga cũng đã giành huy chương vàng một cách thuyết phục. Đây là kỳ SEA Games thứ 3 mà em được tấm huy chương vàng. Khi mà em được tấm huy chương vàng thứ 3 này thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Em cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được thi đấu. Trong chuyến bay trở về lần này có gần 100 vận động viên do Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Đón đoàn tại sân bay chiều nay có đại diện lãnh đạo của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với những vòng hoa trao tặng các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt thành tích ngoài mong đợi. Tôi cũng lấy rất là vinh dự thay mặt cho lãnh đạo cơ quan đến đón các vận động viên. Hôm nay là ngày cuối cùng của SEA Games. Chúng ta có là 70 vận động viên đã sẽ đi về ngày hôm nay và trong đó có khoảng 6 huy chương vàng. Đó, chúng tôi hôm nay là rất là vui và là vấn đề là cũng thay mặt cho lãnh đạo cơ quan
xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo đảng, nhà nước đã có sự quan tâm hỗ trợ kịp thời đối với ngành thể thao Việt Nam. Cũng trong chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay, còn có một số thành viên của ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam U23, trong đó có huấn luyện viên trưởng người Pháp, ông Philippe Troussier. Dù chỉ đoạt huy chương đồng ở SEA Games 32 lần này, nhưng với ông Philippe Troussier, đây là tấm huy chương đầu tiên và cũng trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã khởi tố vụ án và 8 bị can trong chuyên án mua hóa đơn, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp xảy ra tại công ty Thành An Hà Nội và một số công ty đơn vị có liên quan, gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên giám đốc công ty Thành An về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Nhật Linh, vợ Thuyết, Đỗ Thị Hoa, nguyên kế toán trưởng công ty Thành An, Nguyễn Quý Khái, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh, Bùi Thị Mai Hương, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như, giám đốc công ty cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát, Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư thiết bị y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, chủ hộ kinh doanh cửa hàng Tuấn Phong về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Danh Cao, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà về hành vi tham mô tài sản. Theo điều tra, từ tháng 5 năm 2022, Cao vào làm nhân viên bán hàng thị trường tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Tốt Việt. Khi khách hàng có nhu cầu đặt mua thực phẩm, thì Cao sẽ vào ứng dụng Kiosk Việt của công ty Tốt Việt để lên đơn hàng và công ty sẽ cho nhân viên giao đến cho khách. Tuy nhiên nhiều lúc do có quá nhiều đơn hàng đặt hàng và đơn hàng cần giao gấp mà lại thiếu nhân viên nên Cao cũng trực tiếp đi giao thực phẩm đến cho khách hàng. Khách hàng nhận được thực phẩm sẽ thanh toán vào tài khoản của công ty hoặc đưa trực tiếp cho Cao để nộp về công ty. Lợi dụng sự tin tưởng ấy, Cao đã thu được số tiền hơn 108 triệu đồng nhưng lại nói dối giám đốc và kế toán là chưa thu được tiền của khách để chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Qua xác minh, công ty phát giác thủ đoạn của Cao nên trình báo cơ quan công an. Tại đây, Cao thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh kiểm tra phát hiện một xưởng sản xuất giấy khô giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô rất lớn ở tổ dân phố 9, phường Ea Tam. Chủ cơ sở này là ông Nguyễn Trọng Diệu, 46 tuổi. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Diệu đang chỉ đạo 4 nhân công vận hành các máy gia công, cắt giấy, ép nhiệt đóng gói, hoàn thiện sản phẩm các loại giấy vệ sinh, giấy ăn giả các thương hiệu có tiếng trên thị trường. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tạm giữ toàn bộ sản phẩm, gồm 313 thùng giấy các loại, 225 cây giấy các loại, 77,2 kg bao bì, 167 bì giấy cắt tông các loại cùng các máy móc được sử dụng để sản xuất giấy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Một cơ sở kinh doanh bày bán hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử và phụ kiện liên quan đã bị Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện thu giữ. Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 9 tháng 5, tại địa chỉ 227 đường Trần Phú, phường Trường An, thành phố Huế, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Huế kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Vết Gia Minh. Tại đây, lực lượng công an phát hiện cơ sở này đang bày bán hơn 1.000 sản phẩm hàng hóa là máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu thuốc lá điện tử và các loại pot thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Được biết, cơ sở này đăng ký giấy phép kinh doanh cà phê giải khát, nhưng bên ngoài thường xuyên đóng kín cửa và bên trong thì bày bán thuốc lá điện tử. Hiện Công an thành phố Huế đang tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tại tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Hạ Long vừa tiến hành kiểm tra phát hiện điểm kinh doanh có địa chỉ căn hộ số 30, Phú Gia 4, khu đô thị Vinhome thuộc phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, bày bán công khai thuốc lá điện tử trái phép. Chủ cơ sở này không xuất trình được giấy phép kinh doanh và hóa đơn, chứng từ liên quan đến toàn bộ hàng hóa nói trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, thu giữ 272 lọ tinh dầu các loại dùng để sử dụng vào máy hút thuốc lá điện tử, 174 hộp thuốc lá điện tử các nhãn hiệu khác nhau, 38 phụ kiện dùng cho máy hút thuốc lá điện tử,
4 máy hút thuốc lá điện tử. Số hàng hóa trên chủ cơ sở mua từ đầu mối tại thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hạ Long đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên và tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định. Hiện nay, nhiều thanh niên sử dụng thuốc lá điện tử nhưng chưa hiểu tác hại của nó. Thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất được cảnh báo gây nghiện. Chất này có thể gây các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, ung thư. Sử dụng nicotine quá liều sẽ gây ngộ độc và không ít trường hợp đã bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu. Nguy hiểm hơn, nhiều loại thuốc lá điện tử có chứa cả ma túy. Tiếp tục với các thông tin khác, Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức tiêu hủy hơn 230 kg thực phẩm đông lạnh nhập lậu đã bị phát hiện và thu giữ trên đường đi tiêu thụ. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2023, lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra ô tô tải bị kiểm soát 69C04867 điều khiển trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Qua kiểm tra đã phát hiện phương tiện đang vận chuyển 20 thùng cát tông chứa các loại thực phẩm đông lạnh. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên, nên Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu đã lập biên bản tạm giữ để xác minh làm rõ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định số hàng đông lạnh trên là hàng nhập lậu do ông Lê Hoàng Đằng, chú thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau làm chủ, đồng thời thuê xe vận chuyển lên Bạc Liêu tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định phạt hành chính 6 triệu đồng đối với ông Đằng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.